mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết. Trong ngày trở lại làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, thời tiết tỉnh Quảng Ngãi tạnh ráo, trời nhiều mây, có nắng nhẹ, mát mẻ cả ngày, với mức nhiệt dao động ở mức từ 24 đến 28 độ C. Còn ngày mai, ngày 5 tháng 5, tại Quảng Ngãi trời sẽ nắng hơn, nhiệt độ cũng tăng lên và dao động ở mức từ 24 đến 30 độ C, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Sau đây là dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, nhiều mây, không mưa, có nắng nhẹ. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, mây thay đổi đến nhiều mây, nắng gián đoạn, không mưa. Thị xã Đức Phổ, nhiều mây, ngày có nắng. Thị trấn Ba Tơ, có mây, nắng gián đoạn, chiều tối có thể có mưa rào nhẹ. Huyện Lý Sơn, mây thay đổi, ngày nắng nhẹ. Gần đây, liên tiếp nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra ở nước ta đã cướp đi sinh mạng nhiều trẻ em. Vì thế, cần có hiểu biết cách phòng và kỹ năng xử lý tai nạn đuối nước. Để phòng đuối nước cho trẻ nhỏ, người lớn cần làm cửa chắn và rào chắn quanh nhà nếu nhà ở gần vùng sông nước, ao hồ. Đặt biển cảnh báo ở những nơi có nguy cơ gây đuối nước, hồ ao, mương máng, sông. Sử dụng nắp đậy bằng vật liệu cứng, an toàn cho bể nước, giếng khơi, dụng cụ chứa nước, lưu nước, thùng nước, chậu nước, bồn tắm. Giám sát kỹ trẻ khi đến khu vực có nước và không để trẻ dưới 6 tuổi ở một mình trong bồn tắm. Cho trẻ tham dự các lớp học kiến thức an toàn dưới nước, lớp học bơi và kỹ năng sống sót, lớp sinh hoạt hè do địa phương tổ chức. Mặc áo phao cho trẻ khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy, tàu, xuồng, thuyền đò. Khi gặp trẻ đuối nước, cần gọi người hỗ trợ, chỉ cứu trẻ bị đuối nước nếu biết bơi và biết cách cứu đuối. Mọi người lưu ý khi đi bơi, đi tắm, không nên nhảy xuống vùng nước mà không biết nơi đó cạn hay sâu, có lối thoát khi gặp nguy hiểm hay không. Khi đi bơi, nên đi chung với những người bơi giỏi và nên mang theo phao khi đi bơi và đi tàu thuyền. Không ăn no, không uống rượu trước khi xuống nước. Chỉ đi bơi ở những nơi đảm bảo an toàn và có nhân viên cứu hộ giám sát. Chuyển sang thông tin thời tiết ngư trường. Từ nay cho đến ngày 6 tháng 5, khắp khu vực ven bờ từ Bắc vào Nam đều có thể khai thác nghề lưỡi vây với năng suất từ trung bình đến cao. Tuy nhiên, thời tiết mỗi vùng biển lại có sự khác biệt. Tại Vịnh Bắc Bộ, thời tiết trong đêm nay và ngày mai tương đối thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động đánh bắt hải sản. Trời không mưa, có nắng trong ngày, gió khoảng cấp 3, cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 2 mét. Còn vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi ra đến khu vực ngoài khơi đảo Hoàng Sa, trong đêm nay gió Đông Bắc sẽ mạnh lên từ cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Trời có mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ về gió giật và lốc xoáy. Quanh hòn đảo Trường Sa, gió chỉ ở khoảng cấp 3, cấp 4. Tuy nhiên, bà con ngư dân lưu ý, trong đêm nay và ngày mai, trời sẽ có mưa nhiều, nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km. Thông tin dự báo thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ đêm nay đến ngày 6 tháng 5, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to. Phía Bắc khu vực, đêm có mưa dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 5, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có nắng, phía Bắc khu vực vào chiều tối và đêm có mưa dông. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây, có nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh với mức nhiệt duy trì từ 19 đến 28 độ C. Thừa Thiên Huế nhiều mây, có nắng, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C. Đà Nẵng có mây, ngày mát mẻ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C. Lâm Đồng trời đẹp, có nắng gián đoạn, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C.